Xin chào cả nhà đang xem kênh Beyond TV. Hôm nay mình sẽ ăn cơm với món thịt xào cây Hàn Quốc và hướng dẫn cho cả nhà làm món thịt này nha. Ở đây mình có 600g thịt và ướp vô đây 2 muỗng đường, 2 muỗng nước tương. Xong sau đó mình sẽ trộn lại cho đều và mình để sang một bên. Để xào chung với thịt thì mình có cà rốt, hành tây và hành ba rô. Còn phần gia vị thì mình sẽ chuẩn bị 2 muỗng ớt bột, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng nước đường bắp và 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng rượu nấu ăn, 1 muỗng tỏi băm. Điều phần gia vị, sau đó thì mình sẽ cho vô chảo khoảng 2 muỗng dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần thịt đã ướp lúc nãy vô chảo và đảo cho đến khi thịt của mình vừa chín thế. Thì mình sẽ cho cái phần gia vị đã pha lúc nãy vô luôn. Xào cho đến khi phần thịt và gia vị được trộn đều lại với nhau thì mình sẽ cho cà rốt, hành tây và hành ba rô. Mà cái phần nguyên liệu đã cho lúc nãy vào cũng đã chín đó, thì mình sẽ cho thêm một ít ớt xanh nè. Và bây giờ chỉ cần đảo thêm 1-2 phút nữa thôi. Mình đã có ngay món thịt xào cây Hàn Quốc siêu ngon, dễ làm mà ai cũng có thể làm. Giờ thì mời cả nhà ăn tối chung với hai vợ chồng mình nha. Trời ơi. Ngon quá bạn ơi. Đúng. Chà đang ở đây à? Ủa. Ủa chà. 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 Đúng. 나중에 커서 의사 될 거야? 응. 진짜? 근데 쫄샤기 모셨잖아. 공부 열심히 해야겠네. 아니, 쫄샤기 모셨잖아. 쫄샤기 모셨으면 의사 못 돼요. 아이고, 아치. 아빠. 진짜 맛있게 해요. 아. 진짜 좀 맛있게 해요. 살려 주세요. 이제 밴드 못 해요. 치치치. 밴드 붙인 것도 어떻게 알아요? 네? 밴드. 그나마 좀 밴드 붙여 주잖아. 밴드 붙여 줄게. 아야. 이제 다시 돌아가게요. 아야, 아빠. 잘 살아. 잘 살아 주세요. 아이고, 가네 맞을게. 너무 맛있네. 이게 요리야? 무슨 요리야? 누구 요리 이렇게 맛있어? 그래. 많이 부탁드려. 고추도 넣으세요. 저야 아 너무 해다 밥 먹는데. 아빠 얘는 뭐예요? 안철로. 안철로 맞나? 여기 이름 뭐야? 이거 아니야? 이거 이름 맞냐? 네? 엄마 이거 이름 맞아요? 맞나요? 아니야 이거 이름 아니야. 몰라. Người xem video đừng quên đăng ký, like và share cho gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.